Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Đêm nay và ngày mai, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Nam đến Đông Nam ở mức cấp 3. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió duy trì hướng Đông Bắc cũng chỉ cấp 3 trở lại. Độ cao sóng trên toàn Biển Đông thấp dưới 2 mét biển lặng. Dự báo từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 2, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ bắt đầu tác động đến khu vực phía Bắc Biển Đông. Gió chuyển hướng Đông Bắc và cường độ mạnh dần ở mức cấp 5, cấp 6 và có lúc cấp 7, sóng biển tăng lên trên 2 mét, tình trạng biển động sẽ xuất hiện trên toàn bộ khu vực Bắc, giữa Nam, cũng như là khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra và đảo, đêm nay và ngày mai tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió hướng Đông Bắc với cường độ trung bình ở mức cấp 4. Sang ngày 8 và ngày 9 tháng 2, khi mà có tác động của không khí lạnh, gió sẽ mạnh lên cấp 5, cấp 6 và có lúc cấp 7 gây biển động. Tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn đêm nay và ngày mai gió hướng Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4. Dự báo từ ngày 9 tháng 2 trở đi, không khí lạnh sẽ tác động đến, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Các tàu thuyền cần phải có phương án di chuyển trước khi biển động trở lại. Từ nay đến trước ngày 9 tháng 2, trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo vẫn có thời tiết tốt, gió yếu và sóng nhỏ. Biển lặng nên các hoạt động của tàu thuyền chưa gặp trở ngại gì. Từ chiều ngày 9 tháng 2 thì gió Đông Bắc dồn xuống khu vực này nên cường độ sẽ mạnh lên mức cấp 5 và sau tăng lên cấp 6, tình trạng biển động sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, luôn phổ biến là gió nhẹ, sóng thấp dưới 1 mét, biển lặng và hầu như là rất ít mưa dông, tầm nhìn xa luôn ở mức trên 10 km. Các hoạt động của tàu thuyền từ đánh bắt, khai thác ngư trường hay đi lại đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.